kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Thế giới nông vụ ngày 10 tháng 4 trên đài truyền hình số VTC. Thưa bà con, thời gian qua, do nền nhiệt cao khiến cho 60-70% diện tích cây vải ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh không thể phân hóa thành mầm hoa. Như vậy, vụ vải năm nay, người dân Đông Triều tiếp tục đứng trước nguy cơ mất mùa trong vòng 2 năm liên tiếp. Đến thời điểm này, hầu hết các cây vải vẫn chỉ có bộ lá thành thục màu xanh vàng, nhiều cây biểu hiện rõ mầm lộc, không phải mầm hoa. Vì vậy, bà con cần tập trung chăm sóc tốt cho những vườn đã ra hoa, bảo đảm diện tích nảy đậu quả, đồng thời bám sát cơ sở để theo dõi diễn biến sự phát sinh, gây hại của sâu bệnh, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ kịp thời. Còn về tình hình thời tiết, toàn Bắc Bộ đang có những ngày nắng nóng khi chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây mở rộng. Trong ngày mai, nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 35 độ ở phía Đông Bắc Bộ và từ 35 cho đến 38 độ tại phía Tây Bắc Bộ. Một số nơi như Mường Tè, Lai Châu, Mường La, Yên Châu, Sơn La, Mai Châu, Hòa Bình, nền nhiệt có thể chạm ngưỡng từ 38 cho đến 39 độ. Cũng chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng, khu vực từ Thanh Hóa kéo dài cho đến tận Bình Định trong ngày mai sẽ tiếp tục có nắng nóng. Bên cạnh đó, do hiệu ứng phơn nên cảm giác khô nóng còn tăng hơn. Nhiệt độ trưa chiều tại đây sẽ dao động trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ, có nơi còn trên 38 độ. Còn tại các tỉnh từ Phú Yên trở vào tới Bình Thuận, cường độ nắng có phần bớt gay gắt hơn, thời tiết dễ chịu hơn với nền nhiệt cao nhất trong ngày trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Ở phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, trời tiếp tục phổ biến nắng nhiều, với mức nhiệt độ cao nhất vào thời điểm ban trưa dao động từ 31 cho đến 34 độ tại Tây Nguyên và từ 32 cho đến 35 độ ở Nam Bộ. Cùng với đó là độ ẩm không khí ban trưa chỉ còn từ 55 cho đến 61%. Thưa bà con, theo ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, thời gian gần đây mưa nắng đan xen, ẩm độ cao, biên độ nhiệt chênh lệch giữa ngày và đêm lớn là điều kiện thích hợp cho một số loài dịch hại và nấm bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng, trong đó có cây ăn trái. Một số bệnh thường mắc phải như greening và chổi rồng. Trước tình hình trên, thì bà con cần chủ động chăm sóc cây trồng và phòng trừ sinh vật gây hại. Đối với bệnh greening hay còn gọi là bệnh vàng lá gân xanh, bà con nên sử dụng bẫy màu vàng bởi bẫy màu có khả năng thu hút dây trưởng thành gây bệnh vào bẫy, mùa nắng màu vàng có hiệu lực cao. Đốn bỏ cây bệnh để loại bỏ mầm bệnh trong vườn, phun thuốc trừ dây trước khi nhổ bỏ những cây có triệu chứng bệnh và những cây bị nhiễm qua giám định, tiêu hủy để loại trừ nguồn bệnh lây sang cây khỏe. Nên trồng ổi xen trong vườn cam, ổi trồng trước cam sành 6 tháng nhằm xua đuổi dây chống cánh là tác nhân gây bệnh ngay khi cây cam mới được trồng. Khử trùng các dụng cụ cắt tỉa trước khi chuyển từ cây này sang cây khác để tránh sự lây nhiễm. Còn đối với bệnh chổi rồng, bà con nên tránh vận chuyển các vật liệu trồng có xuất xứ từ những khu vực bị nhiễm bệnh sang khu vực khác. Áp dụng tưới phun nước với áp lực cao lên tán cây, biện pháp này có thể làm giảm mật độ nhện. Chăm sóc cây đầy đủ như là bón phân cân đối, tăng cường bón phân hữu cơ cho cây ra đọt tập trung để dễ quản lý. Sử dụng các loại phân bón lá để chồi non, hoa phát triển nhanh và mạnh, tạo sức chống chịu tốt đối với bệnh. Và tiếp theo, mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi có mưa ở vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 21 cho đến 25 độ, cao nhất từ 35 cho đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, mây thay đổi đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt thấp nhất từ 22 cho đến 26 độ, cao nhất từ 30 cho đến 35 độ. Các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng nóng. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 35 cho đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 32 cho đến 36 độ. Tại Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi. Nền nhiệt thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, còn cao nhất từ 31 cho đến 34 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 32 cho đến 35 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.